Xin chào quý vị nhà đầu tư. Vietcombank là một cổ phiếu được mệnh danh vua của các ngân hàng. Và trong năm 2020 này, do ảnh hưởng của Covid-19 khiến cho kết quả kinh doanh của Vietcombank trong 9 tháng bị suy giảm khá là mạnh. Do nợ xấu tăng, tín dụng thì tăng trưởng thấp. Chính vì thế cho nên rất nhiều người đã đặt ra các cái câu hỏi liệu Vietcombank trong năm 2021 này nợ xấu vẫn tiếp tục tăng hay là cái kết quả kinh doanh có thể bật trở lại. Chính vì thế, nhằm giải đáp những cái thắc mắc yêu cầu để đưa ra quyết định đầu tư cổ phiếu này hay không, thì AZFIN Việt Nam sẽ đưa đến quý vị và các bạn về cái nội dung đánh giá cổ phiếu Vietcombank 2021 có tăng trưởng trở lại hay không. Thì nội dung trình bày của tôi hôm nay gồm có các phần như sau. Phần 1 đó là đánh giá báo cáo tài chính trong 9 tháng 2020 của Vietcombank như thế nào. Phần thứ 2 là dự báo kết quả kinh doanh của 2021. Phần thứ 3 là kết luận và đánh giá về cái cổ phiếu Vietcombank này. Về tổng quan về Vietcombank thì giá hiện tại là 97.200 đồng, trung bình giao dịch là 987.000 cổ phiếu, vốn hóa là 360.000 tỷ, tương đương với khoảng độ hơn 16 tỷ đô đấy ạ. Số lượng cổ phiếu là 3,708 tỷ cổ phiếu. ROE 2020 chúng tôi ước là khoảng 21.5%, ROA khoảng 1.41%, EPS 2020 khoảng 4.590 đồng và giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu Vietcombank cho 2020 là khoảng 26.300 đồng. Thì có các cổ đông lớn như sau, đó là Ngân hàng Nhà nước SPB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 74.8%. Tiếp theo là Mizuho Bank của Nhật với 15%. Đây là một cổ đông ngoại truyền thống của Vietcombank từ rất lâu, từ khi cổ phần hóa. Tiếp theo là cái quỹ GIC của chính phủ Singapore Private Limited thì chiếm 2,55%, thì cái quỹ này mới mua Vietcombank cách đây khoảng đôi năm thôi ạ. Thì Vietcombank được mệnh danh là cánh vua của các ngân hàng. Đó là ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu chi phối như tôi vừa trình bày trên. Vốn hóa của Vietcombank đó gần 17 tỷ đô thì bằng 3 ngân hàng phía sau cộng lại, và lợi nhuận thì cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam, có thể đạt đến gần 1 tỷ đô trong đôi 3 năm tới. Vietcombank có lợi thế đặc biệt trong mảng ngoại hối, thì đây gần như là độc quyền trong cái lĩnh vực này suốt nhiều năm qua và vang lại những cái kết quả kinh doanh rất tốt từ cái việc kinh doanh ngoại hối này. Tiếp theo, đó là đánh giá về cái báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2020 của Vietcombank. Đầu tiên là chúng tôi sẽ điểm qua các cái tài sản quan trọng. Thì tổng cho vay khách hàng là đạt 766.795 tỷ đây ạ. 766.795 tỷ thì tăng 5,8% so với đầu năm, đúng không? Đầu năm 2020 cũng tương ứng với cuối năm 2019. Trong khi đó thì dự phòng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng tăng tới 62,84%. Đây rủi ro tăng từ 10.417 tỷ lên 10.963 tỷ, đúng không? Đạt 16.963 tỷ như vậy. Tiếp theo là chứng khoán đầu tư thì tăng 4,57%. Đây, chứng khoán đầu tư từ 167.530 tỷ lên 175.191 tỷ, tương ứng với tăng 4,57% so với cuối năm 2019. Thì tín dụng của Vietcombank tổng kết lại trong 9 tháng tăng khoảng 5,63% so với cuối 2019, thì tương đương với mức trung bình của ngành. Và một cái điều rất đáng chú ý là gần đây Vietcombank đã được gia hạn cái mức tăng trưởng tín dụng lên 14%, thì chúng tôi cho rằng quý 4 2020 này thì Vietcombank sẽ đẩy rất là mạnh cái việc tăng trưởng tín dụng này. Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ xem vì sao Vietcombank phải làm vậy. Đó là chính là tổng tài sản của Vietcombank đang giảm. Nó cho thấy là ngân hàng đang bị gọi là đi lùi một chút. Thì do đó họ phải đẩy rất là mạnh trong cái quý 4 để lấy lại những cái vị thế của mình. Tiếp theo, đánh giá về nợ xấu của Vietcombank thì được kiểm soát rất tốt. Thì do Vietcombank trích lập cao kỷ lục và cao nhất trong các cái ngân hàng, thì tỷ lệ nợ xấu tăng 0,22% so với cuối 2019 nhưng vẫn ở mức rất thấp, chỉ 1%. Đây, nợ xấu được tính từ nợ dưới tiêu chuẩn cộng nợ nghi ngờ cộng nợ khả năng mất vốn, đây gọi là nợ xấu, thì chia cho tổng 783.757 tỷ thì được 1%, thì nó cao hơn so với mức 0,78% của năm 2019, đúng không? Nợ đáng chú ý đây, nợ cần chú ý là tăng mạnh, tiềm ẩn trở thành nợ xấu trong quý 4 2020 và đầu năm 2021. Tức là nợ này thì nó họ là quá hạn, đầu tiên là nợ xấu nhóm 5 là quá hạn trên 1 năm, nhóm 4 đây là nợ nghi ngờ quá hạn trên 180 ngày, nhóm này là trên 90 ngày, đúng không ạ? Và nhóm này nữa, đúng không ạ?
Thì cái nợ cần chú ý này, nếu mà qua thời gian mà người ta không trả được nợ thì nó sẽ chuyển lên các cái nhóm nợ trên, các cái nhóm nợ dưới này, tức là nó chuyển thành nợ xấu. Thì nó tăng đột biến từ 2.561 tỷ lên 4.156 tỷ. Thì điều này nó cũng phản ánh rất cái hợp lý về cái việc Covid-19 xảy ra, đúng không ạ? Thì nợ xấu nhóm 5 thì giảm mạnh do việc VCB quyết định xử lý xóa nợ. Đây, giảm rất mạnh do họ xóa nợ luôn, xóa nợ rất quyết liệt, thế thành ra giảm. Và tỷ lệ trích lập dự phòng thì ở mức rất cao, lên đến 215,12%, cao gấp 2,2 lần so với thông thường và cao nhất hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Đây, dự phòng của họ là 16.963 tỷ chia cho nợ xấu 3 nhóm này thì nó rất cao. Thì thực sự có thể nói, nhiều người hay nói rằng là đây là ngân hàng giấu lợi nhuận đấy, là bởi vì họ trích lập rất cao. Rồi đến một ngày nào đó không sử dụng hết thì nó sẽ được hoàn nhập, thì sẽ có lợi nhuận khác rất là tốt, đúng không ạ? Chất lượng tài sản của Vietcombank được đánh giá là tốt nhất nhì hệ thống. Tiếp theo về nguồn vốn thì lượng giảm nhưng chất lại tăng. Lượng giảm là vì sao? Tổng cộng nguồn vốn của ngân hàng này giảm. Tổng cộng nguồn vốn giảm. Đây, giảm do một số nguyên nhân sau. Thứ nhất là huy động từ khách hàng thì vẫn rất là dồi dào. Đây, huy động từ khách hàng đây, tăng từ 928.451 tỷ lên 981.492 tỷ, tức là tăng 5,71% so với cuối 2019. Tuy nhiên, nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước giảm mạnh tới 93%, từ 92.366 tỷ xuống còn 6.051 tỷ. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác cũng giảm từ 73.617 tỷ xuống còn 52.329 tỷ, giảm rất mạnh. Trong khi đó, nhờ hiệu quả kinh doanh tốt thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 tháng đầu năm đạt 12.779 tỷ. Đây ạ, 12.779 tỷ đây. Làm cho vốn chủ sở hữu của Vietcombank tăng mạnh từ 80.883 tỷ lên 93.576 tỷ. 76 tỷ. Và quý vị lưu ý một điều rằng quý 4 chưa chắc đã làm vốn chủ sở hữu của ngân hàng tăng đâu. Và qua năm sau thì có thể điều chỉnh vốn chủ sở hữu giảm, bởi vì chưa tính đến việc trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng, thì nó sẽ cấu đi một phần của Vietcombank tương ứng với cái tỷ lệ. Được chưa? Và điều đó làm cho tổng nợ phải trả của Vietcombank giảm 4,11% so với cuối 2019, từ mức 1.141.836 tỷ xuống còn 1.094.996 tỷ đồng. Thì tổng tài sản của Vietcombank thì lại giảm 2,8% so với cuối 2019. Đó, so với cuối 2019 ạ. Từ mức 1.222.719 tỷ đồng xuống còn 1.188.572 tỷ đồng. Thì như tôi vừa nói ở trên, thì điều này làm cho quy mô ngân hàng về cơ bản là nó giảm đi. Chính vì thế Vietcombank cần phải rất nỗ lực trong cái quý 4 khi mà xin được cái hạn mức tín dụng lên 14% để có thể đẩy cái tăng trưởng tài sản của mình lên. Bởi vì một trong những yếu tố rất quan trọng đối với một ngân hàng đó là tăng quy mô. Tăng quy mô, vừa chất lượng nhưng phải vừa quy mô. Thì nhìn vào đây có thể thấy là lượng giảm, đây, đấy là tổng tài sản giảm, nhưng chất tăng đó là vốn chủ sở hữu tăng rất tốt, đúng không ạ? Nợ phải trả thì giảm. Giảm ở đây giảm rất nhiều ở cái phần là các khoản nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước. Đây, giảm này là do kho bạc nhà nước họ đã rút cái khoản tiền gửi không kỳ hạn để dành cho mục đích là tiêu dùng, chi tiêu thường xuyên, do đó làm cho cái khoản này giảm rất mạnh. Thì đây cũng là một trong những cái làm cho Vietcombank mất đi phần nào lợi thế. Tuy vậy, chúng ta sẽ xem tiếp theo xem CASA của Vietcombank liệu có ảnh hưởng hay không, để đánh giá một cách toàn diện và hiệu quả nhất về cái ngân hàng này. Thì về CASA thì vẫn rất cao, cho dù không còn tiền gửi của kho bạc nữa. Tiền gửi thanh toán của kho bạc nhà nước giảm từ 89.289 tỷ đây xuống còn có 1.373 tỷ, như tôi vừa trình bày ở slide phía trên. Đây, nó chính là các khoản nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước đây. Đó, nó giảm rất mạnh, đúng không? Giảm rất mạnh, được chưa? Giảm rất mạnh. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng Vietcombank vẫn đạt 31%. Đây, tiền gửi không kỳ hạn này, quý vị lấy 274.000 và cộng các cái không kỳ hạn và quý vị chia tập, vẫn đạt 31%, thì cao thứ 3 hệ thống chỉ sau Techcombank và Vietcombank, và cách xa hoàn toàn so với những đơn vị thứ 4, thứ 5, bởi vì các đơn vị kia đều dưới 20%. Thì cho thấy tuy mất đi những cái khoản rất là lớn này từ
kho bạc, nhưng mà Vietcombank vẫn là một cái đích đến của các cái dòng tiền thanh toán chi tiêu. Chúng ta có thể thấy ví dụ như cách đây vài năm chẳng hạn, Vietcombank gần như chiếm tới một nửa hoặc một nửa già về cái việc là chúng ta nhận lương thì qua ngân hàng này. Thì thực tế đây vẫn là một cái thế mạnh của Vietcombank, do đó là họ vẫn thu hút được cái tiền CASA rất là lớn. Tiếp theo là giá vốn huy động của Vietcombank hiện nay tuy là có bị giảm vị thế, tức là trước kia là thấp nhất, luôn luôn thấp nhất, thì hiện nay thì đứng thứ hai chỉ sau Techcombank. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng giá vốn của Vietcombank sẽ duy trì được vị trí thứ hai trong ít nhất vài năm nữa, bởi vì cái lợi thế của ngân hàng này vẫn rất tốt. Về kết quả kinh doanh của Vietcombank thì ghi nhận khá thận trọng để dành lợi nhuận cho tương lai. Thì thu nhập lãi quý 3 giảm nhẹ. Đây, thu nhập lãi quý 3 từ 17.466 tỷ xuống còn 17.024 tỷ. Đúng không? Giảm nhẹ. Thì lũy kế 9 tháng đây thì vẫn tăng 3%, từ 50.269 tỷ lên 51.962 tỷ. Vẫn tăng 3%. Thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng là hơn 5%. Nguyên nhân là vì sao mà cái thu nhập lãi này thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng? Đó là nguyên nhân do Vietcombank giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, do đây là đề nghị của chính phủ, của ngân hàng nhà nước. Từ đó thu nhập lãi thuần giảm nhẹ khoảng 0,4% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ của Vietcombank thì lại vẫn tăng. Đúng không? Tăng nhẹ thì tăng tương ứng với mức tăng của cái tín dụng thì rất dễ hiểu. Đúng không? Đó. Và hoạt động khác của Vietcombank thì giảm mất 1.000 tỷ đồng lợi nhuận. Từ đó khiến cho cái kết quả kinh doanh của Vietcombank cũng bị suy giảm. Đây là một trong những nguyên nhân gọi là trực tiếp. Đúng không? Chi phí hoạt động của Vietcombank thì được tiết giảm. Lên có giảm nhẹ đây. Cho dù nhân sự của Vietcombank là có tăng nhẹ, nhưng mà ngân hàng này đã thực hiện cái việc tiết giảm chi phí, thắt chặt chi tiêu từ cái đầu năm rất là tốt. Để họ đề phòng cái trường hợp là rất khó khăn từ Covid. Tuy vậy thực tế cho thấy là mọi thứ nó không xấu như thế. Thành ra cái này nó vẫn duy trì được cái kết quả kinh doanh vẫn là tích cực. Đúng không? Thì trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank tích cực trích lập dự phòng thêm khoảng 1,211 tỷ đồng. Tức là 1.211 tỷ đồng đấy. Đấy. Như 9 tháng năm trước thì trích lập có 4.819 tỷ. Thì 9 tháng đầu năm nay đã trích lập lên đến 6.033 tỷ. Chính vì cái việc trích lập nhiều này, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 1.000 tỷ, khiến cho lợi nhuận trước thuế của Vietcombank giảm 9% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ. Đó, thì đấy là những nguyên nhân chúng tôi đã trình bày ra về kết quả kinh doanh vì sao giảm. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dự báo cái kết quả kinh doanh 2021 xem thế nào. Thì tăng trưởng 2020 thì dự kiến ở một con số, nhưng mà chúng tôi cho rằng là có thể cao hơn. Bởi vì vừa rồi Vietcombank đã xin lời lên 14%. Khả năng rất cao là họ có thể hoàn thành khoảng từ 10 đến 14% đấy. Do ảnh hưởng của dịch bệnh thì khiến cầu về tín dụng là thấp, chủ yếu là cầu chứ không phải là do cung. Bởi các ngân hàng bây giờ đều đang thừa vốn rất là nhiều. Thì lợi nhuận sau thuế năm 2020 chúng tôi dự báo của Vietcombank thì có thể giảm 5 đến 10%. Thì nguyên nhân chủ yếu là do Vietcombank thận trọng như tôi vừa trình bày trên, nên tăng cái trích lập dự phòng nợ giảm, khiến cho lợi nhuận nó giảm. Cho 2021 thì AZFIN cho rằng tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến tốt hơn cho nền kinh tế, cho hoạt động ngân hàng, khi mà các doanh nghiệp bắt đầu quay trở lại mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì họ sẽ cần cầu vốn nhiều hơn, đặc biệt là cái lãi suất thấp thì họ sẽ lại còn mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Từ đó Vietcombank có thể tăng trưởng tín dụng khoảng 13-15% trong 2021, thậm chí có thể tăng cao hơn một chút nữa. Thì CASA thì chúng tôi cho rằng Vietcombank vẫn duy trì với mức khoảng 30%, trích lập dự phòng nợ xấu sẽ đi ngang trong 2021 này, hoặc có thể giảm nhẹ nếu mà cái tình hình kinh tế nó tốt hơn so với cái năm 2020 vừa rồi đang diễn ra đây. Từ đó sẽ ghi thêm lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm. Bên cạnh đó là ghi thêm lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm. Đó là Vietcombank đã ký cái hợp đồng bảo hiểm rất lớn với cái thằng FWD, cái thằng forward đấy, thằng bảo hiểm rất mạnh. Thì lợi nhuận sau thuế của Vietcombank chúng tôi cho rằng có thể tăng trưởng từ 15-25% trong cái năm 2021 này. Chắc là vì nguyên nhân này cho nên gần đây giá cổ phiếu Vietcombank cũng rất là tích cực, đúng không ạ? Có xu hướng là vượt 100.000 đồng, đúng không ạ? Thì kết luận, tuy Covid diễn ra phức tạp, nhưng mà cơ bản ngành ngân hàng không bị ảnh hưởng quá nhiều, Vietcombank thì cũng vậy. Việc giảm lợi nhuận là do chủ yếu là hỗ trợ theo cái chính sách của chính phủ và tăng trích lập dự phòng nợ xấu.
Từ đó chúng tôi cho rằng 2021 Vietcombank sẽ trở lại một cách rất mạnh mẽ. Vietcombank tuy sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi việc là kho bạc nhà nước giảm tiền gửi thanh toán, nhưng vẫn duy trì được CASA đứng thứ 3 tại Việt Nam với giá vốn thấp thứ 2 trong hệ thống. Và thứ 3, định giá Vietcombank cho 2020 là PB khoảng 3,7 lần và PE hiện tại bằng 22 lần. Thì PE mà trừ đi phúc lợi khen thưởng khoảng 27 lần. Thì ở mức giá 97 này là một mức giá được định giá rất cao so với phần còn lại của các ngân hàng khác. Thì chúng tôi cho rằng nó cũng phản ánh rất tốt về cái vị thế của Vietcombank. Tuy nhiên đây chính là cái rào cản duy nhất khi xem xét có nên đầu tư cổ phiếu Vietcombank hay không. Ở mức gọi là giá phù hợp khoảng từ 90 đến 120 ngàn đồng. Đấy là giá phù hợp đối với Vietcombank này. Do định giá PE nó đã rất cao, PB nó cũng rất cao, thì thành ra chúng tôi cũng tương đối thận trọng với cổ phiếu này cho dù nó rất tốt. Thì như chúng tôi nói, cái mức giá là cái rào cản duy nhất khi xem xét có nên đầu tư Vietcombank hay không. Nếu quý vị và các bạn đầu tư rất lâu dài thì chúng tôi cho rằng Vietcombank vẫn là một cái cơ hội rất tốt, mang lại sinh lời ít nhất là hơn lợi suất ngân hàng 6-7% một năm. Đó. Thì trên đây là đại trình bày của tôi về cái cổ phiếu Vietcombank này. Thì cũng quảng cáo thêm một chút thì AZFIN thường xuyên mở các cái lớp về đọc vị cổ phiếu cho nhà đầu tư. Thì ở lớp này quý vị và các bạn được học trải nghiệm 2 buổi hết sức hữu ích về tài chính, về hoạch định tài chính cho mình, cũng như là về một phần báo cáo tài chính. Sau đó thì quý vị và các bạn cảm thấy là mình theo được hoặc là nó rất hữu ích với mình, thì lúc đó quý vị và các bạn hãy mạnh dạn đăng ký tham gia thật nhanh, bởi vì mỗi lớp của chúng tôi đều rất có hạn. Rất có hạn, đúng không? Thì quý vị và các bạn muốn đăng ký các khóa học này, trải nghiệm, ít nhất trải nghiệm 2 buổi, thì quý vị có thể đăng ký ở link phía dưới phần mô tả của clip. Xin chúc quý vị và các bạn thu được nhiều kiến thức hữu ích từ các clip của AZFIN Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.